Sau nhiều lần được tuyên truyền vận động, ngày 13 tháng 2, công ty trách nhiệm hữu hạn Lai Hoài có trụ sở tại thôn Lê Như Hổ, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên tự nguyện tháo dỡ công trình nhà xưởng xây dựng trên đất nông nghiệp vi phạm kế hoạch số 93 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Công ty trách nhiệm hữu hạn Lai Hoài có nhà xưởng để sản xuất hàng may mặc trên diện tích hơn 1.000 m2 vào tháng 2 năm 2020. Ngay sau khi phát hiện vi phạm, xã Hồng Nam đã tiến hành lập biên bản và tuyên truyền doanh nghiệp tự tháo dỡ. Tuy nhiên, doanh nghiệp không chấp hành. Đến tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với công ty 45 triệu đồng. Buộc hoàn trả lại nguyên trạng diện tích đất vi phạm. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ nộp tiền phạt hành chính mà không tháo dỡ công trình. Tháng 3 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên ra quyết định số 852 về việc cưỡng chế vi phạm đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Lai Hoài. Nhằm giảm bớt thiệt hại cho doanh nghiệp cũng như đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, cả hệ thống chính trị của xã Hồng Nam và nhiều đơn vị chức năng của thành phố Hưng Yên đã tích cực tuyên truyền, vận động doanh nghiệp đến ngày 13 tháng 2 năm 2023. Công ty tự nguyện tháo dỡ các vi phạm. Địa phương cũng cùng với các phòng ban thành phố thì tích cực làm công tác tuyên truyền, vận động công ty Lai Hoài thực hiện tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Ông Hà Văn Nai, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đã nhận ra được cái vấn đề vi phạm và xin tự nguyện tháo dỡ và cam kết là sẽ thực hiện xong. Được biết, xã Hồng Nam có 154 trường hợp vi phạm kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tiến hành giải tỏa các vi phạm, nên đến nay toàn xã chỉ còn 3 công trình vi phạm.